Cái này cái chuyện của bà Năm Trọc cái bà Năm Trọc á, bà nổi tiếng là cây cú ở chợ Bến Thành á, à, phải chợ Cộng Lạnh á. Một hôm bà lâm bệnh nặng thình lình, bà sắp chết rồi, thấy không? Lương y đều lắc đầu hết. Rồi cái bà mới kêu 50 con nợ, tức là những người thiếu nợ của bà đó, kêu tới bên giường bệnh của bà. Nó. Rồi cái đem hết mấy cái giấy tờ của mấy 50 con nợ đó, đem ra đốt hết trước mặt mấy người đó. Chà, cho một người mà mắc nợ bà đó, thiệt thà quá mà hỏi. Dạ thưa má, dạ thưa má, chúng con chưa có trả nợ được, sao mà lại đốt hết giấy nợ đi nè? Bà Năm Trọc đang nằm liệt trên giường, bỗng tỉnh phát dậy, mở mắt trao tráo trần trừng lên, nhìn người đó một lần cuối cùng trong đời, rồi nói rằng: nếu mà tao không đốt đi á thì chừng xuống âm ti giấy đâu tao đòi nợ tụi bay. Tức là cái bức tường mà ngăn cách thiên đường và địa ngục đó, nó bị bể ra, có lần bị bể ra, cái rồi mấy ông quỷ với địa ngục á, kiện mấy ông ở trên trên trời á, phải đền tiền đặng mà sửa lại cái bức tường, tại vì ông sợ là bức tường mà bể thì mấy người thiên đàng trốn xuống địa ngục hết. Cái bằng nhập nhập cảnh bất hợp pháp. Illegal immigration, right? thành ra hiểu, mấy người trên thiên đàng đền tiền đặng mà đắp cái tường lại, mấy người thiên đàng nhất định không chịu trả. Cái rồi mấy người quỷ ở địa ngục á, mới gửi một cái fax lên đó, điện tín á, lên đó nói ngày mai mà không trả là chúng tôi phải sẽ có biện pháp. Bởi vì mấy ông luật sư dưới này, chúng tôi tham khảo tất cả những luật sư dưới này là nói là mấy người phải đền tiền. Luật sư địa ngục nói là thiên đàng phải đền tiền. Rồi ngày mai cái mấy ông thiên đàng cũng gửi cái điện tín xuống, nói thôi được rồi, cái này lỗi không phải của chúng tôi, nhưng mà thôi để tôi chúng tôi đền, tại vì ở trên thiên đàng chúng tôi kiếm không có ra một ông luật sư nào hết. Hiểu chưa? Đừng có nói với mấy ông luật sư ở ngoài á, nói ra cái ổng đi ông chửi ông tú xe chết. Tú xe là tác giả của chuyện này. Bữa đó tôi ngốc đến nhà tắm tàng chơi hả, nhưng mà quên coi ngày lành tháng tốt, thành ra đến nơi vừa lúc chén dĩa trong nhà bay lung tung. Chén dĩa nhà tắm tàng bay lung tung, biết không? Tôi ngốc tại lỡ bước rồi thành phải vô, vô rồi cái hỏi qua la, rồi vừa hỏi vừa 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 tranh đó. Rồi cái chạy mất, rồi rút lui rồi. Nhưng mà sáng hôm sau á, anh chàng này anh gặp tấm tàng lại nữa, rồi anh cười cười nói: sao hôm qua cái cuộc mà dĩa bay chén bay đó đã êm thấm chưa, tỉnh hồn chưa? Cái anh chàng tấm tàng mới nói: làm cái gì mà tỉnh hồn, tao mà cái gì, mày không biết đấy, hôm qua lúc mày về rồi á, tao cho nó bò càng bò lê ở dưới đất, mày nghe chưa? Cái từ 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 ngố từ ngốc mới nói: thôi lạy gia cho đừng có dốc tổ. Tâm tàng nói: ai mà dốc với mày làm cái gì, lúc mày ra về rồi á, nó cầm cái chổi lống gà, nó bò lết xuống gầm giường và nó hết ẩm lên, mà anh có chịu ra chưa, anh bò ra chưa, anh bò ra cho tôi coi chưa. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu gì không? Bây giờ cái này hay lắm. Cái này người nào mà thấy sư phụ thường thường đi diễn thuyết mà quay quá đó ha. Có người ta ở dưới hỏi tả gì, hỏi rồi đáp lung tung beng này kia cái nọ, cái bộ quay lắm mà muốn diễn thuyết đó, thì cái bài này hay lắm. Bài này là thuộc loại cố vấn không mất tiền á. Có anh kia đó, anh tắm tàng, anh thấy người ta đăng đàn diễn thuyết lung tung nên cũng muốn đăng đàn diễn thuyết chơi. Khi có một bữa đó anh dán cái chương rồi tùm lum, đăng báo rồi tùm lum, có 100 người đến dự. Anh ngồi hết xong rồi cái tắm tàng bước lên tươi cười và hỏi: kính thưa quý vị,
đã có công đến đây dự thính, chắc quý vị biết rõ hôm nay chúng tôi định nói về vấn đề gì. À, trong phòng mọi người cũng nhau là nó không, không ai biết đâu. À, Tám Tàng mới đúng đỉnh chứng chạc trình răng trả lời là nếu quý vị chưa biết thì hẹn quý vị tối mai đến nơi này, chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết rồi. Chưa. Tối hôm sau, à, cũng lại nữa, cười duyên móm mém. Tám Tàng mới hỏi: kính thưa quý vị, đã có công đến đây dự thính, chắc quý vị đã biết rõ hôm nay chúng tôi định nói về vấn đề gì rồi. À, trong phòng cũng nhau nữa, nói có người nói có biết rồi. Cái Tám Tàng cái cười mím chỉ cọp, nói à, biết rồi thì còn đến đây nghe để làm gì, thì bữa nay khỏi nói. Thôi xin hẹn quý vị ngày mai. Rồi chưa, đừng có vỗ tay sớm quá hố. Tối hôm sau cũng diễn y cái màn bổng củ soạn lại như vậy. Tám Tàng cũng hỏi như hai đêm trước nữa. tức quá. Thính giả trong phòng mới chia làm hai phe, một bên thì nói không biết, một bên thì nói biết rồi. Thấy chưa? À, Tám Tàng như phất tỉnh mới nói vậy thì xin quý vị nào mà biết thì thuật lại cho quý vị chưa biết nghe. Thì cái anh Tám Tàng anh say rượu ở về nhà, anh gõ cửa đó, anh rung quá trời, bà vợ ra cái sách chủ lông gà ra điểm mặt, tôi nói cho anh biết hả? Tôi nói cho anh hay, hồi đó giờ biểu anh về nhà sớm, tại sao bây giờ mới về anh biết mấy giờ không? Anh Tám Tàng cười hề, thì thôi một giờ. Vừa nói xong cái đồng hồ nó điểm 3 tiếng. Khoan thai điểm 3 tiếng, anh chàng anh chửi cái đồng hồ nó. Làm như người ta không biết à. Điểm một lần đủ rồi, cái gì mà cứ lặp lại hoài. Thì có ông thống tướng tổng tư lệnh gọi dây nói cho cái đơn vị của ông á, thì có một anh chàng nào đó bốc đại lên rồi nói à, bồ đó anh mạnh gió thằng bồ rồi mai đi nhậu nữa nha, này cái nọ hả. Con đại tao ông hét lên, ông nói đồ ngốc cắm miệng, có biết nói chuyện với ai không? Cái im lặng lâu quá trời, cái hỏi ai vậy? Cái ông đại tá, cái ông thống tướng, tôi ta là thống tướng tổng tư lệnh gì đó mổ mồi đó, ghê lắm hả? Cái anh chàng im lặng dài nữa, im lặng dài thòn nữa, rồi cuối cùng nói dạ mà thưa thống tướng, có biết ai đang nói chuyện với thống tướng đây không? Cái thống tướng nói không. Ồ vậy thì may quá chầu. Rồi anh cúp luôn. Chúng tôi đứng đó là chết, lát lột lon hết, đuổi về đuổi gà cho vợ.